Đây là đài phát thanh của người dân phường Ánh Sao. Và sau đây là bản tin buổi sáng. Như thường lệ, phường Ánh Sao kêu gọi tinh thần tiếp tục tăng gia sản xuất của người dân. Đồng thời, trời ơi, vô tới trong này còn nghe cái giọng của ổng nữa. Cho hơn 300 nam nữ. Về hoạt động đoàn thì nhìn chung đều làm tốt phong trào và đang có chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, mà nào cũng bao nhiêu đó, cái quà cũng bỏ tiền sao? Hết sức chịu đựng. Là trong 162 học sinh cấp 3 đã có 100 em đoàn viên về sinh hoạt tại phường. Mục tiêu sắp tới, phường Ánh Sao sẽ xây dựng tụ điểm vui chơi rộng trên 1.000 mét vuông. Sao ngộ quá. Để các em thiếu nhi được không bố này mất trí nhớ sao ngày làm đọc với tàu chỉ du. Phù phu văn hóa. Và sau đây tin đặc biệt nhằm tạo sân chơi vui mới lạ cho người dân trong phường. Ban lãnh đạo đã quyết định tổ chức cuộc thi hoa khôi phường Ánh Sao. Thi gì? Thi hoa khôi. Đối tượng là tất cả các chị em phụ nữ trong phường, không phân biệt ngành nghề. Địa điểm đăng ký là ủy ban phường Ánh Sao. Mệt quá trời ơi, mệt quá mệt. Anh nói cái thời tiết gì đâu mà đi ở ngoài đường á, đi bộ mới chút xíu à, mà nắng nóng nó chả mồ hôi giống như là mình mới tắm xong vậy đó. Mệt quá trời. Ê à, ủa nãy giờ tôi nói chuyện hai người có nghe gì không vậy? Có nghe không? Nghe làm ơn làm phước, có cho tôi một cái phản ứng giùm cái đi, giống như tôi đang nói chuyện phong long một mình tôi vậy trời. Tôi nói nghe nè. Đi ở ngoài đường á, nghe nguyên một phường mình nói là đang bàn tán cái vụ mà thi hoa khôi của phường mình nè. Cái vụ mình vui nha, vui nha, vui nha. Bây giờ, nè nè, bỏ cái điện thoại xuống. Có, nãy giờ con nghe rất là rõ từ cái vụ thi hoa khôi đó mắt. Hồi nãy tao mới vừa xuống, tao nghe thi thố gì đó lại. Ô quên, ta, thi hoa khôi. Dạ. Thi hoa khôi ở trong phường mình nè. Dạ. Trời, bây giờ mọi người ai cũng đang nao núng cái vụ đó trơn hết á. Thi chứ, tôi thi á là không phải là gì mà vì tiền, tôi thi vì danh dự. Tôi muốn cho cái con Anna nó biết á là trong cái phường này ai là người đẹp nhất phường. Có vẻ là những con người còn nhớ chuyện cũ hỉ. Nhớ chứ hỉ, đó là một mối thù không bao giờ quên được. Ơi, hay là mình chơi tấm cám đi. Được đó. Tắm cho. Thôi, Na làm tắm, em làm cám. Sao em không được làm tắm? Na đẹp hơn, Na được làm tắm. Chịu đâu. Dạ em cảm ơn anh. Hay là mình lấy kia chơi đi. Đây. Gì? Gì? Không được đâu. Đây. Bà bị có sao không bà? Không sao đâu. Ê, nhưng mà bà có thi không? Có chứ, tôi qua đây tôi đủ bà đi thi mà. Ý khá. Nhưng mà tôi hả? Tôi là tôi không có cần danh hiệu hoa khôi đâu nha. Chứ cần gì? Tiền. Để phụ lấy cái tiền rồi mà đợi. Nè, ai thi thì mặc ai nha. Còn riêng con Na đó là không được nghe chưa. Ủa sao vậy nội?
con sao con không đi thi được vậy nói? Con gái, con lứa, người ta ở nhà ta lo cơm nước, tề gia hỗ trợ, ha, là giỏi rồi. Thì thua ba cái con nhảm nhí, đồ có no được cái bụng không? Suy nghĩ coi lỗ sĩ hết. Thôi, mà cho con đi thi đi nội. Nên nhìn con nè, con đẹp vậy á, con mà đi thi chắc chắn có thể trở thành hoa khôi nha. Tới lúc đó, đợi bước lên đường ai cũng nói nội là ông nội của hoa khôi. Nở mày nở mặt lắm á nội, đúng không ba? Đúng không má? Dạ dạ đúng rồi đó ba. Nở mày nở mặt hết. Dạ. Con sáng cũng bằng tay, bằng mày nở mặt đi. Không phải ba ơi, tại vì bây giờ thời đại mới rồi đó, cho nên là mình phải thay đổi cái cách suy nghĩ mình một chút xíu đó ba. À đúng không ba rớt? Ba suy nghĩ kỹ rồi. Cái chuyện này đó, dạ, ba không đồng ý đâu. Mặc dù mục đích của chúng ta khác nhau, nhưng mà chúng ta cùng một chiến tuyến. Chúng ta sẽ phải hợp sức. Đúng, chúng ta phải cùng số ba trận mạc và lấy chiến thắng. Bà ngủ. Ba. Tôi còn con Nam đâu rồi? Nó không có ăn ba. Ủa, sao nó không ăn? Nó bị bệnh hả con? Bệnh gì mà bệnh? Tuyệt thực. Cái gì? Tuyệt thực. Ủa sao lại tuyệt thực? Nó nói á, là chừng nào mà ông nội cho nó đi thi thì nó ăn cơm lại. Ủa, mày giống chơi chiêu quá không hả? Mày, biết gì mà chiêu? Con đói rồi. Con nhịn đói tới bao lâu? Đói bụng phải mò chúng mày ăn thôi à? Ừ. Chú, nhưng mà làm vậy tội bé Na chú, lỡ bé Na ngã bệnh sao? Tội nghiệp con nhỏ, nó đau bao tử, không biết giờ nó than khóc đổ trên lầu. Nè, bà ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Cái gì vậy? Đưa nguyên cái này sao ăn? Sao được, ông nội biết thế nào con cũng xuống bếp á ha, con luộc cơm mà, cho nên á cầm đòn bánh tét đứng đây rồi sẵn chờ bay để đưa bay cho ăn đó. Thiệt tình sao ai cũng biết được cái định của mình chứ. Trước sau cái gì cũng biết nữa, để bụng đói rồi sao ngủ được. Ngon quá nội ơi. Ngon lắm không con? Thấy nội lo cho con ghê không? Nội cái gì nói nội nghe. Nội quyết định là cho con đi thi phải không nội? Ủa nữa hả con? Sao con dai như đĩa vậy? Nè, nội nói không là không nghe chưa? Ăn xong đi, rồi đi ngủ. Nội! Nội! Có sao không? Dạ mất hồn mà. Đâu biết đâu, tưởng em thấy anh rồi. Có đâu, đang ăn. Chịu ăn rồi hả? Đói quá biết sao giờ. Ừ, vậy là bỏ ý định rồi phải không? Ý định tuyệt thực em sẽ bỏ. Nhưng mà còn ý định mà đi thi hoa khôi không bao giờ em bỏ cuộc. Nhưng mà đi thi hoa khôi là người ta phải giảm cân á. Em giờ đâu có làm được. Giảm cân thì ngày mai em giảm đi. Bữa nay em chưa có ăn cái gì hết rồi. Vậy giờ tính làm sao? Nói chung là em sẽ có rất nhiều cách để đi qua khôi. Nhưng mà tạm thời không có suy nghĩ ra được cách nào hết. Cho nên để mai tính.
hôn trên môi em, muôn hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Mời anh cho tôi yêu anh thêm từng ngày, yêu bên đi bao nhiêu ngày dài, yêu bên những muộn phiền đang đến đây.